Xin chào những người bạn yêu quý đang đồng hành cùng các video ứng dụng thiền và trí tuệ cổ xưa để có một cuộc sống hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Nếu thấy những chia sẻ của mình hữu ích, các bạn hãy bấm đăng ký kênh Thiền Hiên Dương và nhấn nút mở chuông để nhận được những video mới nhất của mình bạn nhé. Đây là bài dẫn thiền khởi động trước giờ làm việc, giúp các bạn cân bằng nội lực, khỏe mạnh, thư giãn, tràn đầy năng lượng và đạt những hiệu quả tốt nhất suốt cả ngày làm việc của bạn. Bài thiền có thể thực hiện bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Bạn có thể thực hiện bài thiền này tại nhà, văn phòng, ngồi trên ghế hoặc trên sàn, tựa lưng, khoanh chân hay xuôi chân đều được bạn nhé. Tư thế thoải mái sẽ giúp bạn thiền tốt nhất. Hãy từ từ nhắm mắt của bạn lại nhé. Hít thở một cách bình thường. Bạn không cần gồng lên đếm hơi thở, không cần cố tĩnh tâm, không cố thả lỏng, không cố gạt suy nghĩ ra khỏi đầu. Hãy để mọi suy nghĩ diễn ra một cách tự nhiên trong tâm trí, không cuốn theo âm thanh và tiếng ồn xung quanh. Bạn chỉ cần hòa nhập không gian và lắng nghe một cách bình thường, cho phép mọi điều diễn ra quanh mình. Bạn đang ngồi vững chãi, thảnh thơi. Năng lượng tươi mới của một ngày bắt đầu đang xâm lấn toàn bộ căn phòng của bạn và tràn đầy nơi thân thể của bạn. Hiên Dương sẽ cùng bạn sạc năng lượng và cân bằng thân và tâm bạn nhé. Hãy tưởng tượng có một dòng năng lượng tinh khôi, ấm áp đang rót từ đỉnh đầu của bạn xuống toàn thân, giúp bạn thư giãn. Dòng năng lượng đang massage đỉnh đầu của bạn. Dòng năng lượng tràn xuống vầng trán của bạn, rồi tràn xuống hai mắt của bạn. Dòng khí trong lành đó đang làm giãn toàn bộ cơ mặt và gò má của bạn. Gò má đang xuôi xuống, giãn ra theo từng nhịp thở. Và bây giờ, dòng năng lượng kéo ra phía sau đầu, mát ra toàn bộ vùng sau đầu, chảy tràn gáy và hai vai. Dòng khí ấm chảy tràn cột sống lưng, massage toàn bộ vùng lồng ngực và vùng bụng. Dòng khí giúp thư giãn toàn bộ các bắp chân, các bắp tay và massage toàn bộ các khớp chân, các khớp tay. Hít vào, thở ra, thả nhẹ hơi thở ra và cảm nhận năng lượng từ đỉnh đầu tràn xuống toàn thân. Liên tục cảm nhận sự thư giãn theo từng nhịp thở của bạn. Bây giờ, bạn trở lại tâm trí của mình. Mỗi một suy nghĩ xuất hiện, bạn lại thả trôi suy nghĩ đó trong tâm trí. Quan sát dòng suy nghĩ như một dòng nước tự nhiên chảy tràn qua tâm trí, không cuốn theo dòng suy nghĩ hay cảm xúc bên trong mình. Ngay lúc này, bạn thấy mình là một người đang tràn đầy sự khỏe khoắn, năng lượng, tự tin. Bạn mỉm cười với chính mình. Trong sự thư giãn, bạn hãy cùng kết nối với chính mình và cảm nhận cùng Hiên Dương nhé. Sự khởi đầu của ngày hôm nay, sự khởi đầu giờ làm việc của tôi là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Đó là món quà cuộc sống ban tặng cho tôi. Tôi cảm nhận sự yên bình, sự nhẹ nhõm, sự tự do trong chính mình. Tôi hứa với bản thân tôi sẽ hứng khởi, cư xử ôn hòa, bình tĩnh với mọi người xung quanh. Sự vững chãi thảnh thơi và chú tâm của tôi là món quà lớn nhất tôi dành tặng cho công việc và mọi người quanh mình.
tôi thấy niềm vui nơi công việc mình làm. Tôi sẵn sàng hào phóng những cử chỉ và lời hỏi thăm, những hành động giúp đỡ. Tôi sẽ trao đi yêu thương, đam mê và tài năng của mình. Tôi tự tin vào trực giác của mình. Tôi sẽ kiến tạo ngày hôm nay và công việc của chính mình. Tôi biết ơn và đón chào mọi năng lượng đến với tôi. Tôi sẵn sàng học hỏi và đối diện. Tôi xứng đáng được trân trọng và yêu thương. Tôi sẽ tập nhìn mọi thứ như nó vốn là. Tôi tha thứ cho chính mình. Tôi tin những phép màu luôn xuất hiện. Tôi sẽ đón nhận những cơ hội trong khó khăn. Tôi sẽ sống hết mình, buông bỏ lỗi lầm. Tôi thu hút những con người giàu năng lượng đến với tôi. Tôi sẽ viết lên cuốn sách giáo khoa của chính mình. Mỗi ngày là một trang sách tuyệt vời của tôi. Tôi là con virus truyền cảm hứng và yêu thương bởi cách cư xử và thái độ tuyệt vời của chính mình. Tôi tự hào về bản thân mình. Tôi là phiên bản duy nhất trong hàng tỷ sinh vật trong vũ trụ này. Tôi tốt hơn chính tôi của ngày hôm qua. Tôi vươn lên không ngừng. Tôi quyết định nứt lớp vỏ của hạt giống để trở thành bông hoa của ngày hôm nay và của công việc tôi đang làm. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi tình huống đến với mình. Tôi tạo ra tiềm năng vô hạn trong chính mình. Công việc của tôi đang trao đi giá trị vô điều kiện cho cuộc sống này. Tôi biết ơn và ghi nhận bản thân mình đã luôn kiên trì và mạnh mẽ. Tôi là cơn gió mát, là tia nắng nhỏ, mang đến sự bình yên và hạnh phúc bất cứ nơi nào tôi đi qua. Bạn đang kết nối rất tuyệt vời. Hãy đặt tay phải của mình lên trái tim và mỉm cười hạnh phúc. Hít thở ba hơi thở dài và tiếp tục thư giãn để khởi đầu cho công việc. Kiến tạo thành công, kiến tạo hạnh phúc của chính mình bạn nhé. Hiên Dương sẽ luôn đồng hành và lắng nghe những bình luận của các bạn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh Thiền Hiên Dương, nhấn nút mở chuông để nhận được những video mới nhất của mình bạn nhé. Và bây giờ hãy tiếp tục thư giãn theo tiếng nhạc bạn nhé. Biết ơn và yêu thương. Thank you.
Thank you.
Thank you.